Thanh liên vàng trong làng cậy mụn. Thanh niên này dám cậy mụn. Cho thanh niên cây kim nhá. Đấy, chị massage hay là chị làm việc? Massage thì cháu nó massage cho, còn không làm việc thì cứ làm việc đi. 7:30 mới làm việc cái gì? Bây giờ bao nhiêu phút rồi? Con massage đi. Úi dồi, thoải mái con. Massage cho bác xong bắt đầu là con đắp mặt nạ thì bác đi. Massage 15 phút thôi mà. Thanh niên vàng trong làng cậy mụn. Đây là ở spa nhà mình. Thanh niên này mà đi spa khác thì tầm này thanh niên này người ta chả đào banh mặt rồi, người ta cho bôi lăn kim đủ loại. Nhưng thanh niên này không đi đâu, nhất định không cho ai sờ mặt. Bây giờ mình lớn công nhận mình khác thật, mình không dỗi như ngày bé nữa. Có thời gian chịu khó đi là mặt nhẵn lắm phải không hả Linh? Tại bạn không đi thôi. Tớ vẫn nhắc tên bạn đều. Tớ chỉ nhớ buổi đầu tiên tớ cho bạn bôi tê thôi. Không bao giờ quên. Kêu ầm lên. Bảo bôi tê cái tin luôn. Nằm không dẫy gì. Hôm sau về hắn ấy xem YouTube. Hắn phát hiện ra là mình lừa hắn ấy, chị Lan Anh nhỉ? Thank you.